Ngày 19 tháng 1 Bộ Y tế cho biết là Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do chứng mới virus corona. Tuy nhiên trong bối cảnh một số nước trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do virus này xâm nhập, đặc biệt là trong thời gian tới, Tết Nguyên đán canh tí đang đến gần, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Theo thông báo của Bộ Y tế tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, thông qua việc giám sát tại cửa khẩu của hệ thống kiểm dịch y tế tại Đà Nẵng, đã phát hiện hai trường hợp quốc tịch Trung Quốc cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Cả hai đã được cách ly và quản lý kịp thời. Qua theo dõi sức khỏe, cả hai trường hợp này đều không có biểu hiện của bệnh viêm phổi, sau đó đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona và đã được xuất viện trở về nước. Như vậy, tính đến ngày 19 tháng 1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mà virus corona. Tuy nhiên, do nước ta có giao lưu thương mại, du lịch rất lớn với Trung Quốc, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, bệnh viện và các cộng đồng để phát hiện sớm và sẵn sàng thu dung, điều trị, quản lý tốt các trường hợp bệnh ngay khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập. Đồng thời tổ chức các đoàn công tác của Bộ Y tế đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách liên tục, kể cả trong dịp Tết Nguyên Đán và những ngày lễ hội dịp đầu năm.